cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh youtube chính thức của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay từ đây là phần đội dung chi tiết. Mới đây, đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tuần tra kiểm soát trên nhiều tuyến đường ở phường Linh Trung để đảm bảo an toàn giao thông. Đội đã phát hiện nhiều trường hợp sử dụng bia rượu bị lực lượng chức năng lập biên bản tạm giữ xe, trong đó, cảnh sát giao thông ghi nhận trường hợp vi phạm ở mức kịch khung. Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 24 tháng 2, tổ công tác phát hiện anh PCT, sinh năm 1980, ngụ thành phố Thủ Đức, lái xe có dấu hiệu say xỉn nên đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra, ông T có nồng độ cồn mức 0,680mg trên 1 lít khí thở, bị tổ công tác lập biên bản xử phạt 7 triệu đồng. Anh Tê cho biết đã uống 6 lon bia và khẳng định bản thân đang rất tỉnh táo. Khi nào nhậu say, không đi nổi mới đi xe ôm. Anh Tê tranh luận, tôi xem các bữa nhậu là cơ hội để gặp gỡ, bàn chuyện làm ăn nên thường uống vài lon tại tiệc. Vi phạm nồng độ cồn thì đành chấp nhận đóng phạt, tuy nhiên giữ xe 7 ngày thì lâu quá. Cùng lúc cảnh sát giao thông cũng phát hiện anh NVH sinh năm 1979 quê Đồng Nai, chạy xe máy có dấu hiệu không tỉnh táo nên lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Quá trình kiểm tra, cảnh sát giao thông phát hiện anh Hát có nồng độ cồn 0,260mg trên một lít khí thở, bị cảnh sát giao thông lập biên bản xử phạt 4,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 17 tháng, tạm giữ xe 7 ngày. Anh Hát làm nghề phụ hồ, sau khi tăng làm đã cùng đồng nghiệp đi uống vài lon bia. Anh Hát than thở. Cuối tuần nên mấy anh em chủ nhau uống vài lon bia cho dễ ngủ, ai ngờ bị cảnh sát giao thông xử phạt nồng độ cồn. Bình thường mỗi ngày tu phụ hồ được 350.000 đồng. Một tháng chỉ làm công được 15 ngày, tiền đâu mà đóng phạt bây giờ. Đại diện đội cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Thủ Đức cho biết, việc kiểm tra nồng độ cồn nhằm tuyên truyền để người dân có ý thức chấp hành luật giao thông, đã uống rượu bia thì không điều khiển phương tiện, nhằm phòng ngừa tai nạn cho bản thân mình và người khác. Liên quan đến vấn đề nồng độ cồn, mới đây tại tỉnh Đắk Nông, một tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn khi chở khách. Cụ thể, ngày 25 tháng 2, một lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một tài xế xe buýt vi phạm nồng độ cồn khi đang chở khách từ Đắk Lắk đến Đắk Nông. Theo thông tin ban đầu, lúc 19 giờ ngày 23 tháng 2, ông LVT, 49 tuổi, ngụ Đắk Lắc, điều khiển xe buýt chở khách từ Đắk Lắk đến Đắk Nông. Khi đi qua địa phận xã Thuận An, huyện Đắk Miên, Đắk Nông, thì lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh này đã dừng xe buýt do ông T điều khiển để kiểm tra nồng độ cồn. Kết quả ông T vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,112mg trên một lít khí thở. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông T và tạm giữ phương tiện. Thời điểm bị xử lý về nồng độ cồn, trên xe buýt do ông T điều khiển chở theo 4 hành khách lực lượng cảnh sát giao thông đã liên hệ phương tiện xe buýt khác để hành khách tiếp tục hành trình. Theo cảnh sát giao thông tỉnh Đắk Nông, với vi phạm trên, ông T bị xử phạt số tiền 6 đến 8 triệu đồng và bị tước giấy phép lái xe 10 đến 12 tháng.